Hi xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lóc Hải kênh tin tức cộng đồng bên nước quốc Việt Nam nội dung trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một thông tin rất là quan trọng về cái là mà liên kết Facebook nha các bạn đó là một mốt bay đã thông báo rằng đó là rất quan trọng cho những ai không xác minh được số điện thoại thì các bạn phải vào Facebook nha các bạn là những người tiên phong có tài khoản đã được xác minh qua Facebook anh ta phải đăng nhập vào trang Facebook và gia hạn quyền này rồi để để mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà các bạn vào Facebook để mà các bạn gia hạn cái quyền đăng nhập vào ứng dụng bay của chúng ta nha các bạn rồi và bây giờ các bạn làm theo mình nha đầu tiên thì các bạn vào trang Facebook của các bạn các bạn bấm vào trang cá nhân nha rồi tiếp theo là các bạn kéo xuống dưới nè các bạn bấm vào cái chữ mà cài đặt nha rồi tiếp theo các bạn kéo xuống dưới các bạn tìm cho mình cái mà quyền là các bạn ứng dụng qua trang web nha các bạn bấm vào nha rồi tại đây thì các bạn tìm ứng dụng bi cho mình nha các bạn bấm vào xem thêm để nó sổ ra nhiều ứng dụng khác nha rồi các bạn bấm các bạn nếu mà chưa ra bi thì các bạn có việc bấm vào xem thêm nha các bạn tìm chừng nào mà ra bi thì thôi nha các bạn tại vì facebook của mình nó liên kết với rất là nhiều ứng dụng rất là nhiều các trang web khác nhau nha cho nên các bạn phải tìm cho ra bi nha các bạn rồi và bây giờ mình sẽ tiếp tục bấm vào xem thêm để nó ra bi nha các bạn. Đây mình có bi network nữa là các bạn nè. Rồi các bạn cứ việc bấm vào xem thêm nha. Đây nó hiện ra bi nè các bạn. Các bạn thấy cái chữ hết hạn không? Cái chữ hết hạn màu vàng vàng nè. Các bạn bấm vào bi cho mình nha. Như mấy cái trên này đó là có chữ hoạt động là màu xanh nha. Màu xanh nè các bạn. Đấy. Còn bên dưới đây á, cái nào mà nó hết hạn quyền truy cập là nó sẽ có chữ màu vàng nha. Các bạn bấm vào cho mình nha. Rồi tại đây các bạn có thấy cái chữ mà gia hạn không các bạn Các bạn bấm vào cái chữ gia hạn nha à, Tại vì à, cái này là mình liên kết vào ngày 26 tháng 2 năm 2020 Là mình liên kết tài khoản Facebook với lại BNIC. À, Nói chung cái này à, tại vì à, mình cấp quyền truy cập cho nó từ à, mấy năm trước rồi các bạn Cho nên hiện tại nó hết hạn nha Các bạn à, bấm vào và nó hiện lên cái chữ màu xanh hoạt động như thế này là ok nha Rồi và bây giờ mình sẽ à, vào lại cái phần à, ứng dụng nha các bạn đấy là b của chúng ta đã hiện lên màu xanh rồi nha các bạn như vậy là chúng ta đã làm thành công rồi nha và hiện tại bạn nào mà chưa uh, liên kết cũng như là chưa uh, gia hạn cái mà liên kết facebook với lại bên nước Quốc thì các bạn nên làm ngay và luôn nha vì uh, facebook nó liên quan đến số điện thoại đó các bạn uh, cái mod b họ nói vậy đó cho nên là chúng ta cứ việc làm nha các bạn rồi và video chia sẻ của mình uh, đến đây đã kết thúc các bạn có thể nhấn nút đăng ký và quả chuông bên cạnh để cập nhật những video tiếp theo trên kênh của mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn